Rất vui được giống như về team bên đây giống như là được về nhà mọi người. Trước đây thì cũng làm chung với mọi người ha, nhưng mà khi mà team lớn ra rồi á thì mình tách ra. Các anh chị em trong Zoom mình biết gia phả không? Biết gia phả không? Hồng nói luôn á, cả nhà hình dung á, các anh chị chắc cũng ở g g sâu của Hồng rồi đó, là Hồng cũng Ly Nguyễn đến Rêu Nhung, mentor của Hồng, rồi sau đó mới đến Hồng, rồi mới đến Bích Nhài, rồi mới đến Giang Thía rồi mới đến Lê Sự ha. Lê Sự thì ra một đống con cháu ở phía sau á. Lê Sự thì mới tới là Thu Phương, Thu Phương rồi mới tới là Vẽ ha. Rồi hello cả nhà, rất vui gặp mọi người trong buổi sáng hôm nay á, thì Hồng cũng giới thiệu sơ về mình một tí xíu. Hồng cũng tên đầy đủ là Quỳnh Thị Thu Hồng, nhưng mà mình cũng thích gọi ngắn ngắn thôi là Quỳnh Hồng, cho nó khác biệt tí xíu. Chữ Thu nghe nó buồn quá cho nên là thôi bỏ chữ Thu. Hồng cũng đang sinh sống và làm việc tại tỉnh An Giang. Thì Hồng cũng vào Ruby ngay cái giai đoạn mà dịch bệnh nó căng thẳng nhất đó mọi người. Trước đây cũng là một giáo viên, nhưng mà không có thích dạy nữa, mất dạy cho nên là mới nhảy vô đi bán kinh doanh. Đó là mình mà có cửa hàng dụng cụ học sinh ở nhà thì dịch bệnh là đóng cửa, sau đó là mình mới bắt đầu làm Robby. Recording in progress. Hồng vào Robby chắc là cái duyên Hồng đến Robby không có giống bất kỳ một ai ở trong cái Zoom này đâu, tại vì Hồng vào đây với một cái đó là mình vượt qua thử thách của bản thân, vào cái thử thách của mentor của mình là Rô Nhung á. Và giai đoạn đó Hồng nói với cả nhà đó là Robby cũng chưa có gì hết á, chưa có sản phẩm gì nhiều hết á, Robby chỉ có một vài sản phẩm thôi. Và cái sản phẩm đầu tiên mà Hồng vào Robby mà Hồng trải nghiệm đó là sản phẩm hỗ trợ tiểu đường cả nhà. Đó là mọi người ngày hôm nay lên app đánh ra cái chữ mo á, nó là nước hỗ trợ tiểu đường ngon, nhập khẩu từ Thái Lan cả nhà. Mà mình không có bị tiểu đường, nhưng mà mình vô là đâu có sản phẩm nào đâu trải nghiệm. Thói quen của mình là không có sử dụng mỹ phẩm, mà Robby thì mỹ phẩm nhiều lắm. Robby thì mỹ phẩm nhiều lắm, nhưng mà giai đoạn mà Hồng vào thì mình không có nhu cầu sử dụng mỹ phẩm, cho nên là mình sử dụng nước tiểu đường, nước tiểu đường mo cả nhà. Hình dung không? Thấy vui không? Cho nên là Hồng cũng có một cái tư duy ngay từ đầu á, lúc mà mình mới vào Robby á, là bằng mọi giá và bằng mọi cách là mỗi một tháng mình ít nhất là mình hoàn thành cái nhiệm vụ của mình. Cả nhà biết nhiệm vụ của mình tại Robby là gì không? Nó giống như một cái lời cam kết của mình với mentor của mình á, và đó là cái công việc mà tất cả chúng ta. Vậy hả? Ok. Tất cả chúng ta đều phải hoàn thành, và ai nghĩ rằng trách nhiệm của mình vào Robby là mình hoàn thành cái việc này với chính bản thân mình, với chính mentor của mình và với chính công ty, và công ty có trách nhiệm ngược lại là giúp cho chúng ta có được cái sự phát triển, có được những cái sản phẩm mà chúng ta mong muốn. Như vậy thì nhiệm vụ của chúng ta tại Robby là gì? Đa phần là chúng ta muốn vào Robby là chúng ta đòi hỏi luôn à. Nhưng mà có ai nghĩ rằng là mình phải có nhiệm vụ với Robby chứ? Có ai biết không? Có ai biết nhiệm vụ của chúng ta tại Robby là gì không? Nghĩa vụ của chúng ta? Anh chị nào biết comment lên trên chat giúp Hồng. Chúng ta không biết luôn đúng không? Lan tỏa hả? Không phải lan tỏa, nhiệm vụ của chúng ta không phải lan tỏa. Nhiệm vụ tối thiểu của chúng ta đó, tại vì chính chúng ta chưa có ý thức như vậy, cho nên là Robby mới đưa ra một cái điều kiện đó cả nhà, đó là mỗi tháng các anh chị phải hoàn thành 1 triệu bon đó cả nhà, hình dung không? Khi mà chúng ta muốn được hưởng cái hoa hồng lan tỏa, hoa hồng về đào tạo á, là chúng ta hoàn thành 1 triệu bon. Đó là giai đoạn đầu tiên Hồng vào Robby á, là đến 2 triệu bon. Là
Cho nên là khó khăn hơn các anh chị rất là nhiều luôn, mà thậm chí không có sản phẩm nữa. Mà giai đoạn đó dịch bệnh thì làm gì ở nhà có kinh tế tốt mọi người. Rất là khó luôn. Nhưng mà trong tư duy của mình lúc nào cũng vậy. Mình nói là mình phải góp một phần vào doanh số của mentor của mình bằng cách là chính mình phải trải nghiệm, hoặc là mình sẽ đi lan tỏa cho nhiều người để mình hoàn thành cho bằng được 2 triệu won đó. À, với cái điều đó là tại sao mà mình làm cái điều đó mọi người? Tại vì mentor của mình đưa mình vào rugby á, là họ mong muốn mình phát triển, họ muốn muốn mình giúp mình mạnh mẽ hơn, họ mong muốn mình là có doanh số. Trước tiên là vì họ, đúng không? Nhưng mà hơn ai hết là vì chúng ta. Chúng ta cũng phải có doanh số thì chúng ta mới phát triển được và chúng ta mới nói người khác được. Còn mãi mãi chúng ta ngồi nói thao thao bất tuyệt mà chúng ta không bán hàng được, chúng ta không tuyển dụng được thì nó cũng rất là khó. Cho nên nó là công ty áp vô luôn là chúng ta phải hoàn thành cái điều đó. Và đó cũng là cái nghĩa vụ mà Hồng luôn luôn nghĩ rằng là mình sẽ phải hoàn thành cái điều đó. Và Hồng nói với cả nhà là tháng nào mình cũng hoàn thành 2 triệu bon đó. Và giai đoạn đầu tiên là 2 triệu bon à, muốn vào trong cái chương trình trăm độ á, là phải chốt cho bằng được một cộng tác viên. Sau đó mới vào đó thì điều kiện là mỗi tháng là phải có ra 2 đại lý. Còn không là mình sẽ bị out cái nhóm đó. Nhưng mà với cái sự khát khao về kiến thức đó cả nhà, mình muốn mình phải làm cho bằng được và mình cố gắng mình làm cái điều đó, à, là hoàn thành 2 triệu bon và hai đại lý. Còn ngày hôm nay điều kiện của các anh chị dễ hơn rồi phải không, mỗi tháng 1 đại lý 1 triệu bon, đúng không? Đó là cái nghĩa vụ của chúng ta đối với công ty và đối với mentor, đối với bản thân của mình phải cam kết mình hoàn thành thì sau đó mình mới nói với người khác, thì cái lúc đó cái lời nói của mình nó mới có trọng lượng chứ, đúng không cả nhà? Thì ngày hôm nay các anh chị nhìn lại coi mình có hoàn thành chưa. Hồng không nói các anh chị nào mới vào trong tháng này nha, còn các anh chị nào mà chưa chúng ta làm lâu chừng 3 4 tháng á, mình ngồi lại coi mình có hoàn thành không, mà mình đòi hỏi mentor của mình là dành thời gian cho mình, đúng không? À, mình coi coi mình có hoàn thành cái điều đó không. Và đó là cái điều mà tối thiểu nhất và đơn giản nhất mà Robby muốn xây dựng cho các anh chị đó. Còn nếu chúng ta giỏi quá thì chúng ta bán hàng nhiều nhiều lên, doanh số cao lên thì chúng ta có thu nhập cao, đúng không? Chứ công ty đâu có ép chúng ta phải bán hàng nhiều đâu. Công ty đâu có đưa cho chúng ta một cái mốc doanh số nào để đạt được đâu. Anh chị phải bán được bao nhiêu hàng thì mới được là 10 triệu, 20 triệu đâu, đúng không? Công ty đâu có ép chúng ta điều đó, đúng không? Tại vì chúng ta ham muốn cho nên chúng ta muốn làm nhiều hơn. Còn không thì chúng ta phải đạt được cái điều tối thiểu đó để hoàn thành cho chính bản thân của mình á. Người ta nói là lừa dối người khác thì dễ nhưng lừa dối bản thân thì vô cùng khó đó. Câu đó ngày hôm nay Hồng hiểu rất là dễ luôn. À, ngày xưa mình không hiểu mọi người. Mình nghe rất là nhiều nhưng mà mình không hiểu. Tại vì sao? Ủa, nói dối người khác thì mở miệng ra nói thôi mà, làm gì khó vậy, đúng không? Nhưng mà khó lắm mọi người, nội tâm của mình nó không có cho phép đâu. Và trong cái tư duy của mình á, một cái chữ thôi đó là chữ an á, nó vô cùng quan trọng luôn á. Cuộc sống này nó phải an. Thì khi mà chúng ta cảm thấy an tâm á, thì chúng ta mới có thể ngủ ngon, có thể làm được mọi việc, những việc lớn hơn được. Ok, rồi Hồng chia sẻ cái màn hình với cả nhà. Vào phần chính thôi, nói lan man hồi mọi người ném ném đá chứ. Ok, rồi chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ làm quen với một cái chủ đề, đó là đào sâu xuống nền đất cứng. Và tại sao chúng ta phải đào sâu? Đáng lẽ là xem màn hình là nói nãy giờ về Hồng rồi đó, nhưng cái slide đầu là nói rồi nãy giờ rồi. Rồi, mọi người thấy đây là một cái cây non đúng không? Và cây non này muốn trở thành một cái cây cổ thụ thì đòi hỏi một cái quá trình, đó là phải cái tán rễ ở phía dưới nó phải thật sự chắc. À, như vậy thì chúng ta là những anh chị nào mới vào Ruby tầm độ 6 tháng trở lại thì chúng ta cũng là những cái cây non như thế này. Và các anh chị cần thời gian để cho cái bộ rễ của mình chắc chắn như thế này, thì các anh chị cần thời gian để làm cái gì? À, thứ nhất là kiến thức ở tại Ruby đúng không? À, kiến thức của chúng ta như thế nào? Rồi xong chúng ta học những cái chương trình gì, sản phẩm gì mà chúng ta cảm thấy tâm đắc.
đó đó là hình ảnh của cái cây non, và đây là một cái căn nhà. Thì muốn được cái căn nhà đẹp thì lúc nào cái nền móng này nó cũng chiếm hết nửa thời gian hết á. Các anh chị đi xe đi vòng vòng, các anh chị thấy được một cái người nào đó họ cất nhà, họ bắt đầu cất nhà, mọi người sẽ thấy được quá trình họ làm móng rất là lâu. Nhưng mà đến khi mà cái giai đoạn họ làm cái móng xong rồi thì căn nhà nó vụt 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 vụt, chừng vài ngày mọi người tới là nó khác hoàn toàn luôn. Thì lúc đó mọi người đã thấy được là móng, nền móng đã chiếm nửa thời gian trong cái quá trình mà chúng ta kinh doanh tại Robby. Thì ở tại Robby có một cái câu nói, đó là một cái câu chuyện, đó là câu chuyện, sorry không phải câu nói mà là câu chuyện mà mài rìu á cả nhà. Thì có một người họ họ làm công việc đốn củi á, thì khi mà họ được nhận cái nhiệm vụ, nhận một cái lời mời để mà đi đốn củi á, thì trong hai người bạn cùng làm cái việc đó thì có một người á, là xách rìu đi làm ngay, tại vì thời gian không có nhiều cho nên là người này xách rìu đi làm ngay, đi vào rừng đốn. Thì họ họ đốn ngày thứ nhất á, thì được rất là nhiều củi. Ngày thứ hai bắt đầu nó giảm lại một tí xíu, ngày thứ ba giảm lại một tí xíu. Còn có người khác á, một người bạn cũng cùng đi đốn củi, nhưng mà ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba thì họ không có đốn đốn củi mọi người, mà họ ở nhà họ mài rìu. Và đến ngày thứ tư thì người thứ nhất á, là đốn số lượng củi rất là ít, nhưng mà cái người thứ hai á, đi vào rừng đốn củi chỉ một ngày thôi là đã bằng cả cái số lượng củi của 3 ngày của cái người thứ nhất. Như vậy thì cả nhà hình dung một cái người nào đó mà họ làm một cái công việc mà họ chịu cái việc, có nghĩa là chúng ta mài dũa, đó là các anh chị làm gì mài dũa, các anh chị biết không? Nó là vào chương trình 5 AM. Làm tại Robby đó là chúng ta vào chương trình 5 AM. Và chương trình 5 AM không phải là nghe để cho vui, mà chúng ta nghe để chúng ta rèn luyện. Thứ nhất là rèn luyện cái thử thách vượt qua bản thân của mình. Cái thứ hai đó là các anh chị học những cái kiến thức để làm cho cái tư duy của mình nó sáng lên. Và một một cái điều đó là ai mà làm cho cái trí não mình nó càng sáng á, thì chúng ta càng dễ đi về cái đường sáng hơn mọi người. Cả nhà có thấy có nhiều người họ rất là giàu không, nhưng mà họ không bao giờ tiếp cận, không thể nào tiếp cận được những cái tri thức của chúng ta đang ngồi đây. Tại sao mọi người biết không? Tổng nghiệp của họ không có cho phép, và họ không có cái duyên để gặp những cái tri thức. Và chúng ta hãy chúc mừng cho chính chúng ta ngồi đây đi, 118 anh chị đang ngồi đây. Chúng ta đang hãy chúc mừng cho chính chúng ta vì chúng ta có được những cái duyên, những cái nghiệp, những cái phước mà chúng ta mới có thể tiếp cận được những cái tri thức này. Đó thì cả nhà hình dung đó là cái câu chuyện mà chúng ta ngồi trên chương trình để chúng ta học. Và buổi tối cũng vậy nữa, các anh chị đang mài rìu đó. Và kết quả chỉ đến khi nào các anh chị học đến một cái mức độ, có nghĩa là người ta hỏi cái gì về Ruby á, là các anh chị nói từ sáng cho tới tối, nói từ tối cho tới sáng, mà nói từ từ ăn cơm cho tới lúc đói bụng, mà nói từ lúc đói bụng cho đến lúc mà ăn xong cơm cũng vẫn còn nói. Đó là lúc đó là các anh chị đã thấm nhuần kiến thức rồi thì kết quả nó đến với các anh chị. Còn ngày hôm nay mà mình chưa có kiến thức mà mình đòi có kết quả, Hồng nói đơn giản thôi. Những anh chị nào mà chưa tuyển dụng được bất kỳ đại lý nào á, Hồng gửi cho mọi người một đại lý thôi, mọi người làm gì với đại lý đó. Thì đó chính là cái cách mà mọi người đang đang học tại Robby đó. Và chúng ta đang cho chúng ta một cái cơ hội, đó là chờ đợi người khác trưởng thành và chờ đợi chính chúng ta trưởng thành. Và chính chúng ta trưởng thành thì kết quả nó mới đến. Không thể nào một người mà người ta ra quyết định làm việc cùng với mình mà trong khi đó kiến thức của mình thì không có, hỏi tới đâu thì tới đó, thì làm sao có kết quả cao được cả nhà. Và các mentor ngày hôm nay ngồi để mà nói chuyện với cả nhà 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ, đó là cũng trải qua giai đoạn đầu như các anh chị vậy đó, ngồi đây cũng học, cũng ghi chép, rồi sau đó cũng tập tành nói lại với nhóm nhỏ, rồi nó nói lại với nhóm lớn. Tất cả đều là một cái quá trình hết. Và thành công chính là một cái hành trình để chúng ta đi đến. Thậm chí là ngày hôm nay cuộc sống của chúng ta cũng vậy, ai cũng nói đến hạnh phúc. Có phải là chúng ta suy nghĩ rằng là làm được nhiều tiền là hạnh phúc không? Không.
Hạnh phúc chính là một cái hành trình. Vậy thì chúng ta mỗi một ngày như vậy, cái hành trình của chúng ta là gì? À, cái việc của chúng ta mỗi ngày là gì? Và chúng ta học được cái gì? Trước khi các anh chị nhắm mắt ngủ, các anh chị nên mường tượng lại những cái điều mà mình đã học trong một ngày. Thì như vậy các anh chị sẽ không quên được kiến thức, và chúng ta sẽ không mai một đi những cái điều mà chúng ta đã học trong một ngày. Đối với Ruby, Hồng nói với cả nhà, một ngày chúng ta học rất là nhiều thứ, điều mới luôn. Nhưng mà chúng ta thấy mới quá, cho nên chúng ta thấy mới quá, khó quá, bỏ qua. Cho nên từ từ chúng ta lại quên đi những cái cũ. Rồi xong cái chúng ta lại học cái mơ nữa, à, vào Zoom học nữa, cái xong chúng ta thấy mới nữa, thế chúng ta lại bắt đầu học nữa. Cho nên là cái vòng luẩn quẩn đó mọi người. À, ở Ruby thì à, các mentor phải phải nói đi nói lại, và thậm chí các BDB cũng vậy. Các anh chị thấy có nhiều sản phẩm của mình thấy tính năng tác dụng có gì đâu đó, mà tuần nào cũng 2-3 buổi để đào tạo. Là lý do tại sao? Tại vì người ta đào tạo cho những anh chị mới, đào tạo cho những đại lý mới, đào tạo cho những bạn mà chưa thấm nhuần kiến thức về sản phẩm. Và chúng ta vô học chúng ta vẫn thấy mới, là tại vì sao? Chúng ta học qua loa, chúng ta không có thấm nhuần những kiến thức đó. À, cho nên là chúng ta nên nên học, để mà nhất định là học một lần là nhớ trọn đời nha cả nhà. Và một cái điều nữa, tại sao mà công ty tạo ra cho chúng ta rất là nhiều cái chương trình học, học 5 giờ sáng, học buổi trưa, à, buổi trưa bây giờ cũng có thứ tư với thứ năm đúng không, thứ sáu cũng có chương trình hỏi đáp của công ty, rồi buổi tối nữa cả nhà biết không. À, Hồng ngày hôm nay Hồng học được một cái thuật ngữ, đó là huân tập những cái ngôn từ huân tập những cái ngôn từ của Robby để giúp cho chúng ta kinh doanh tốt hơn đó cả nhà. Ai mà chấp nhận vào Zoom ngồi học nghe từ đầu cho tới cuối, nghe thật là nhiều, chúng ta nghe chúng ta không nhớ gì hết đó, nhưng mà thật sự là chúng ta đang cho những thức ăn cho não, thì lâu ngày chúng ta mới có cái để lấy ra. Còn nếu chúng ta không nghe là tự nhiên mọi người cũng không biết, đến khi nói không biết nói cái gì luôn, và cũng không có ngôn từ để lấy ra luôn. À, cho nên là chúng ta vào học là chúng ta đang huân tập những cái ngôn từ của Robby, những cái ngôn từ tích cực để chúng ta có cuộc sống tích cực hơn, chúng ta làm việc tích cực hơn, và chúng ta có những cái ngôn từ để tư vấn khách hàng. Đó là lý do mà các anh chị có mặt ở đây đó. Ok ha. Rồi, à, một cái cây tre mọi người thấy đi, một cái cây tre thì khi mà chúng ta thấy những cái mục măng nhỏ 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 đó thì nó không có đơn giản để mà trưởng thành nhanh được, nó phải có một cái thời gian để nó bám rễ. Như vậy thì 4 năm mà chỉ có cao có 3 cm, là mọi người 3 cm nó thấp, nó ít lắm chứ đâu có nhiều đâu, nó chưa được 5 cm nữa phải không. Và các anh chị này, có nhiều người người ta mang đôi guốc không cũng đã 2 xăng rồi phải không. Như vậy thì 3 xăng thì nó cao hơn chút thôi, nhưng mà 5 năm có nghĩa là đến cái năm thứ năm á thì nó cao là 15 mét. Trong cái 15 mét á, trong 6 tuần nó cao được 15 mét. Có nghĩa là đến cái năm thứ năm là cây tre nó đạt được cái độ độ cao đỉnh nhất của cái cây tre. À, cây tre thì nó cũng có độ cao của nó chứ nó không có cao hoài được hả cả nhà. Nhưng mà đến năm thứ năm thì cao ngút ngàn luôn phải không? Nhưng mà 4 năm thì chỉ có 3 cm thôi. Như vậy thì thời gian 4 năm này để cho bộ rễ nó bám rễ. Vậy thì các anh chị kinh doanh tại Robby, mình có cho mình cái thời gian để mà mình ngấm nhuần kiến thức tại Robby không? À, nếu như mà mình cho phép cái điều đó thì các anh chị thấy rằng là, à, tôi đi nói với anh A thì đây là cái bài để tôi luyện tập thôi. Đi nói với anh B mà anh B không làm. Ờ, rất là cảm ơn anh, tôi nói với, hôm nay tôi nói với 5 người rồi, tôi đã hoàn thành cái bài tập của tôi rồi. Việc của anh làm hay là không làm là việc của anh, tôi vẫn tiếp tục trên con đường của tôi. Cả nhà hình dung không? À, cho nên là chúng ta nghĩ được điều đó thì chúng ta làm việc nó rất là nhẹ nhàng, và trong cái tư duy của chúng ta sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Khi chúng ta gặp một cái người nào đó mà họ họ từ chối, hay là họ không ra quyết định làm việc cùng với mình, hay là họ không ra quyết định dùng sản phẩm dịch vụ của mình ha cả nhà. À, người ta không ra quyết định có nghĩa là trong lòng của người ta có một cái sự nghi vấn, người ta chưa đủ niềm tin, người ta chưa đủ niềm tin. Vì sao mà người ta chưa đủ niềm tin? Đó là chúng ta chưa cung cấp đủ thông tin. À, và ai có thông tin đầy đủ, ai được cung cấp thông tin đầy đủ, ai đủ cái thông tin đó thì niềm tin của người ta sẽ tăng lên. Giống như các anh chị ngồi đây, các anh chị đang cập nhật những cái thông tin cho bản thân của mình,
Như vậy thì nếu như các anh chị học ngày này, ngày 1, ngày 2, ngày 3, ngày 4, ngày 5 tới ngày thứ 60 là bắt đầu các anh chị có được cái thói quen, các anh chị có được một cái lượng kiến thức, thì lúc đó các anh chị sẽ lên làm MC thể lực, MC mục tiêu. Thì bắt đầu chúng ta sẽ có được một bước nữa là chúng ta có cái niềm tin với cái công việc của mình đó. Bước lên chia sẻ giống như ngày hôm nay Hồng rất là biết ơn chị Bích Thảo nè. À, bạn 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 gì hồi sáng làm chương trình thể lực đó, rồi những anh chị mở Zoom đúng không, thậm chí những anh chị mà gửi cái link điểm danh ở trong cái khung chat, đó là những cái giá trị mà các anh chị đang trao đi và luyện tập để cho mình trở thành một cái thói quen, một cái kỹ năng đó, chứ không phải là ở đây tạo ra cho mọi người làm nó mệt mỏi đâu. Các anh chị làm chương trình năm em là các anh chị đang luyện tập. Như hồi nãy Hồng thấy chị Bích Thảo nói mà giọng còn run nữa đúng không? M1 mà nói còn run nữa có nghĩa là ít nói quá đó. Cho nên là dành sân khấu nói nhiều lên là tự nhiên mình sẽ giỏi rồi. Và ở đây đâu có ai cười đâu. Ngày xưa Hồng nói còn bị cười chứ giờ ai cười. Hồi xưa Hồng cũng đâu có dám nói đâu mọi người. Nói cũng chậm rãi và thậm chí mỗi lần mà lên Zoom nói chia sẻ về câu chuyện đến Ruby của mình là mình khóc. Tại vì mình giai đoạn mình quá khó khăn mà mình bước vào rugby mình được quá nhiều thứ đó. Thì khi mà người ta được quá nhiều thứ như vậy á, thì lúc nào người ta cũng rất là cảm xúc và cảm giác được là rugby nó giống như là cái phao cứu cánh và nó cũng là một cái gì đó gọi là mình rất là trân trọng và biết ơn những cái người đã cho mình cái thông tin về rugby và những người đã mang tri thức đến với rugby và những anh chị mentor đã xây dựng nên cái hệ thống những kiến thức tại Robby luôn. Và lúc nào Hồng cũng rất là trân trọng và biết ơn cái điều đó luôn. Và ngày hôm nay Hồng đang ngồi nói với mọi người đó là cũng một phần ở trong cái quyển sách mà hồi nãy á, M1 sao của chúng ta bạn Thu Phương nói đến với mọi người đó là 180 ngày của CEO Nguyễn Hữu Sơn. Các anh chị nào mà chưa có thì chúng ta hãy hãy hỏi và chúng ta hãy đọc cái quyển đó. À, một cái sai lầm đó là chúng ta nói rằng là cứ để trong máy đi, lúc nào rảnh mở ra đọc. Nhưng mà chúng ta sẽ không ngồi trước máy tính để đọc cái cuốn sách đó đâu cả nhà, mà chúng ta phải in ra. Vậy thì chúng ta hãy làm ngay cái việc là in ra và để cái quyển sách đó ở ngay đầu nằm, cần đến đâu là mở ra xem đến đó. Như vậy thì chúng ta mới có thể tiếp nhận được cái lượng kiến thức đó một cách đúng nghĩa. Một cái sai lầm khi kinh doanh online là tài liệu quá nhiều, nhưng nhiều quá đến nỗi không đọc luôn. Thường là tài liệu nhiều thì cất làm bí kíp. Bí kíp thì muôn kiếp không mở ra, cho nên nó vẫn là bí kíp. Cho nên, kinh doanh online là chúng ta được cái lợi thế là chúng ta được cập nhật rất là nhiều thông tin, và bất lợi đó là thông tin nhiều không biết coi từ đâu, cho nên thôi thì nghỉ coi. Các anh chị nào mới đó thì chúng ta nên mở ra coi ha. Chúng ta thấy chúng ta chưa làm tốt cái chỗ nào chúng ta mở ra chúng ta coi. Rồi, khi làm kinh doanh tại Robby một cái công thức rất là đơn giản thôi, đó là sống lâu lên lão làng đó mọi người, trong bất kỳ cái công việc nào cũng vậy, làm lâu là lên. Mọi người thấy có những người mà người ta không có trình độ luôn á, người ta trình độ lớp 4, lớp 5 thôi á, nhưng mà mọi người có thấy người ta nhận thầu để người ta làm một cái công trình xây dựng không, người ta cất một cái nhà không. Người ta có nghĩa là gì, đầu tiên hết là người ta cũng là thợ, thợ xong rồi thợ phụ, thợ chính, xong rồi người ta bắt đầu lên, bắt đầu người ta nhận những cái căn nhà nhỏ nhỏ, người ta làm từ từ lên thợ lớn đúng không. Thì cái người mà làm thợ đó đó, người ta dám nhận ra đứng lãnh cái căn nhà lớn như vậy thì người ta nhờ sự hỗ trợ của những người thợ khác đúng không. Vậy thì chúng ta làm lâu á thì chúng ta thành những cái người thợ chuyên nghiệp hơn, thì chúng ta lãnh những cái chương trình lớn hơn, còn những người thợ bình thường thì lãnh những chương trình nhỏ hơn đúng không. Và khi mà các anh chị làm đến một cái giai đoạn mà lãnh được căn nhà đó thì cả nhà thấy được là xung quanh mình có gì, kỹ sư đúng không, có những kỹ sư người ta thiết kế. Như vậy thì ở Ruby có kỹ sư thiết kế cho chúng ta chưa, có hết rồi phải không. Có những người đi trước, những mentor đi trước là những người đã là những cái kỹ sư tâm hồn, người ta đã thiết kế nên những cái bài giảng, những cái chương trình, những cái quyển sách, những cái tài liệu sẵn cho chúng ta hết rồi.
không, chúng ta chỉ làm sao để chúng ta trở thành một cái người người thợ điêu luyện, người thợ giỏi, à để chúng ta lên trình, à chúng ta nhận những cái chương trình lớn hơn, đó là như vậy. Thì ở Ruby có ba điều, đó là làm đúng, làm đủ và làm đều. À, làm đều là chúng ta làm hàng ngày, đúng không? Cái việc của chúng ta làm hàng ngày là gì, chúng ta có ghi ra được không? Và cái việc mà giúp cho các anh chị ra được cái quyết định là làm cái mục tiêu hàng ngày đó, là hồi nãy Bích Thảo nói đó, không phải nói cho nghe cho vui đâu cả nhà, mà nói để các anh chị làm theo á. Cho nên là cái đó là cái điều tiên quyết nhất để quyết định thành công. Mục tiêu dài, mục tiêu ngắn, rồi mục tiêu hàng ngày chúng ta phải có. Như vậy thì mục tiêu hàng ngày, cái mục tiêu lớn, mục tiêu dài hạn nó chỉ đạt được khi mục tiêu hàng ngày của chúng ta hoàn thành. Như vậy thì hàng ngày chúng ta có buổi sáng 50 em, chúng ta có vào chưa, chúng ta hoàn thành chưa, hoàn thành tiết chưa, nó cũng là một cái mục tiêu của mình, đúng không? Các anh chị mới á, mục tiêu tôi vào 50 em, như vậy thì hôm nay tôi hoàn thành không, hoàn thành tiết vô. Và ngày nào mình cũng phải ghi cái điều này ra để mình kiểm nghiệm lại, kiểm tra lại bản thân của mình có thật sự là mình đã hoàn thành được chưa. Thứ hai là làm việc tại Ruby thì bây giờ mình đi lan tỏa bao nhiêu người, hoàn thành không, quay video hoàn thành chưa, đúng không, quay bao nhiêu video, mục tiêu tối thiểu nhất một ngày quay một video hoàn thành chưa, học một Zoom về sản phẩm hoàn thành chưa, đúng không, rồi xong à, mình chia sẻ sản phẩm cho bao nhiêu người, ví dụ như mình chia sẻ sản phẩm cho 2 người, 3 người, 5 người, hay là nhất định là hôm nay tôi phải có được bao nhiêu triệu won, như vậy thì mình đã bán được bao nhiêu, à mình đã nói được bao nhiêu người rồi, à mình chỉ lên mục tiêu là mình nói 10 người thôi, 10 người này họ có mua hay không không quan trọng, à như vậy thì mình lên cái mục tiêu này để mà mình biết được là à tôi có hoàn thành được cái việc mà tôi phải lan tỏa 10 người hay không, tôi phải nói với sản phẩm với 10 người hay không. Nếu mà mình đã làm được cái việc này rồi thì mình tiết vô, đúng không, cuối ngày mình tiết vô, có nghĩa là mình kiểm nghiệm bản thân mình lại coi mình có hoàn thành hay không, để mà mình à, bắt đầu ngày hôm sau mình làm tốt hơn cái ngày hôm trước. Mỗi ngày chỉ cần tốt hơn 1% thôi đó cả nhà, đó là cái điều này nó không có sai đâu. Chúng ta đừng có cầu toàn là chúng ta phải quay một cái video một lần là chúng ta phải tốt luôn, à, quay một lần là chúng ta không cần chỉnh sửa, không đâu cả nhà. Hồng nói với cả nhà, ngày đầu tiên mà Hồng đi học về quay video, Hồng phải trả phí là 7 triệu đồng để đi học, để quay cái video thôi. Và thầy nói thao thao bất tuyệt ở trên Zoom á. Sau đó về mình chỉ có làm một cái việc đơn giản thôi, đó là quay một cái video nói về bản thân của mình thôi á. Hồng phải quay một ngày. Cả nhà hình dung không? Nói về bản thân thôi đó mà phải quay một ngày. Tại vì sao? Thứ nhất là điện thoại của mình không đẹp. Cái giai đoạn đó mình làm gì có điện thoại tốt để mà xài. Điện thoại không đẹp. Thứ hai, không có tự tin khi mình xuất hiện trước ống kính. Thứ ba, không ai chỉ cho mình những cái app để mình đẹp hơn trên đó. Cho nên mình cảm giác mình rất là tự ti. Thứ tư là không ai, giai đoạn đó không có cấp khắp khích để mà xài đâu. Giai đoạn đó thầy chỉ cho xài cái Kai Master, nó rất là khó sử dụng luôn. Cho nên á, là mình phải cắt video rất là cực. Và quay á, thì đã cực rồi mà còn cắt video lại nó càng cực, cắt ghép lại cực lắm mà. Và thêm cái nữa đó là mình không có gì để nói. Cuộc đời mình nó không có gì để nói. À, nhưng mà mình sai rồi. À, trong hàng vạn con người á, mình là cái người duy nhất. Không có ai giống bản thân mình được hết á. Cho nên cái câu chuyện của mình kinh doanh nó cũng hoàn toàn nó là khác biệt hoàn toàn đó. Cho nên mình cứ tự tin nói về câu chuyện của mình thôi. À, nhưng mà giai đoạn đó Hồng cũng vẫn rất là khó khăn như vậy đó cả nhà. Cho nên là các anh chị nào mới vào Ruby á, mà chúng ta thấy được là chúng ta cần phải làm cho nó gọi là gì, à, làm cho nó chuyên nghiệp ngay từ đầu á, thì không có đâu. Và ngày xưa Hồng cũng có một cái ước mơ là làm sao để mình ngồi mình nói chuyện được 1-2 tiếng giống như các mentor của mình á. Mình cứ nói hoài luôn á. À, Hồng cũng hay nhắn tin cho mentor Nhung của mình á, mình nói ủa bao giờ chị mới nói được giống như em. À, nhắn tin cho Nguyễn á, bao giờ chị mới nói được giống như Nguyễn hả Nguyễn, trời ơi kiến thức ở đâu mà nói hoài vậy, nói không hết vậy đó. Ngày xưa Hồng cũng vậy mà, cho nên là các anh chị nào mới vào á, chúng ta đừng có cầu toàn quá, mà chúng ta hãy cho mình bản thân mình là gì, thật sự là
hoàn thành cái việc của mình hơn là hoàn hảo nói cả nhà. À, và làm đúng, làm đủ và làm đều thì sẽ lên thôi. Không thấy ngày hôm nay M1 của tại Ruby số lượng quá đâu. Sắp tới chúng ta có những cái chương trình để đào tạo về TikTok nữa cả nhà. Thì nói với cả nhà luôn là công ty đề nghị á, là công ty chỉ có train cho M3 thôi. Nhưng mà M3 thì lại xin. thôi thì mở rộng luôn đi. Thứ nhất là công ty cũng trả phí. Thứ hai nữa là học đông để mọi người cùng làm cho nó vui. Đó, cho nên là sẽ mở rộng thêm, có thể là đến M1 rồi đó. Cho nên là các anh chị nào mà làm M1 á, chúng ta được hưởng được rất là nhiều cái quyền lợi của Ruby. Và nhớ nha, cái chữ đúng này nó quan trọng lắm luôn. Đối với Hồng á, cái chữ đúng này nó quan trọng lắm. Giai đoạn đầu các anh chị đi chia sẻ không cần đúng, nhưng mà chúng ta cần nói để chúng ta luyện, để chúng ta lưu loát và chúng ta nhanh nhẹn hơn. Còn khi mà chúng ta trở thành M1 rồi đó, cái việc đúng này nó quan trọng lắm. Thậm chí là vào chương trình học cũng vậy nữa, đúng người, đúng việc thì nó mới ra kết quả, còn không đúng người, không đúng việc là nó sẽ làm hư người. Cho nên á, là người nào đạt cái level đó thì chúng ta cho vô học đúng cái chương trình đó. Còn không đạt thì thôi đừng cho vào. Ha. Như vậy thì chúng ta làm đúng, như vậy thì không có ai trách cũng chúng ta được hết á. Còn nếu mà chúng ta làm sai á thì sau này á người khác sẽ làm sai và bắt đầu chúng ta sẽ nói sao họ làm sai, nhưng mà chính chúng ta làm sai á. Cái điều này Hồng thấy rất là rõ luôn, thậm chí cái trong cả cả cái việc mà dạy con á, các anh chị thấy đi. Ví dụ như chúng ta nói là con không có được nói dối. Chúng ta luôn luôn dạy con là con không được nói dối, nhưng mà nhiều khi hôm nay mới lãnh hoa hồng về phải không, cái bắt đầu dẫn con đi siêu thị xong mua cho con một cái món đồ chơi gì đó, nhưng mà về nhà sợ ông xã ông nói là sao mà lại tiêu phí tiền như vậy, cái món này đâu có cần thiết đâu lại mua, thì lúc đó mình quay sang con nói sao, con về con đừng có nói với ba là mẹ mua cái này nha. con nói con đừng có nói ha, mà con nói là có cô hay gì gì đó tặng cho con vậy nè. Đó chúng ta nói, chúng ta dạy đứa trẻ là gì, không có được nói dối, nhưng mà vô tình là chúng ta đang nói dối đúng không, chúng ta đang làm cái việc nói dối, cho nên là đó là cái bài học mà Hồng học được, đó là khi mà mình làm đó, cái lời nói của mình với cái hành động nó khác đi đó, là sau này chúng ta rất là khó để sửa lại. Cho nên là chúng ta nên làm đúng ngay từ đầu thì chúng ta sẽ dễ hơn. Rồi, làm đủ, làm đều, làm đủ là này nè cả nhà. Làm đủ có nghĩa là mỗi tháng cứ việc là chúng ta hoàn thành cái trách nhiệm của mình, trách nhiệm đối với bản thân, trách nhiệm đối với đội nhóm, trách nhiệm đối với mentor, trách nhiệm đối với công ty. À, mỗi tháng chúng ta hoàn thành 1 triệu bon và tuyển một đại lý. Giống như chúng ta tham gia vào chương trình trăm độ C đó, là tại vì cái sự hành động của mọi người á, cái cam kết hành động á chúng ta không có nhiều á, cho nên là chúng ta mới tham gia vào trăm độ C để mà có người khác thúc đích mình, với lại có một cái sức ép về kinh tế thì mọi người mới cảm giác được là chúng ta phải lao ra làm. Không có lý gì mà một tháng chúng ta đi lan tỏa 30 người mà không tuyển được một người cả, phải không cả nhà? À, chúng ta đi nói với sản phẩm với 30 người thì ít nhất cũng có một người mua hàng đúng không? 1 triệu bon ngày hôm nay khoảng 2,5 triệu tiền hàng thôi, nó rất là đơn giản. Cho nên chúng ta phải cho mình một cái mục tiêu, đó là tôi phải hoàn thành cái việc này mỗi tháng. Dù cho tôi có đại lý phía sau mình hay là không có, tôi vẫn phải hoàn thành cái điều này. Và khi tháng thứ hai á thì bắt đầu có 2 người rồi thì hai anh chị sẽ đi nói với 2 người nữa, và chúng ta có được cái con số đó là lên 4 người, và chúng ta làm đủ làm đều cái việc này luôn thì tới tháng thứ ba là 8 thành viên, tháng thứ tư là 16 thành viên, tháng thứ năm là 32 thành viên. Cái màn hình của Hồng nó bị che bớt hai anh, để Hồng mở nó nhỏ lại tí. Chạy slide tới rồi cả nhà thấy ha,
sang gì cho nó dễ dễ thấy hơn, tại nó bị quất á. À, làm điều như vậy đến tháng thứ bảy thì chúng ta có 128 thành viên trong team. À, và cả nhà thấy là đến tháng thứ năm có phải là chúng ta đã có thể nghĩ đến cái việc là chúng ta làm nhiều hơn tí xíu nữa. Thay vì chúng ta có mỗi một thành viên là 1 triệu bon, như vậy thì 32 thành viên là chúng ta có 32 triệu bon. Như vậy thì trong team của chúng ta nó sẽ có cái lực đó là không có đồng đều. Có người sẽ bán nhiều, có người bán ít. Như vậy nó sẽ ra được cái doanh số. Ví dụ như chính chúng ta cũng sẽ rướn thêm một tí xíu nữa để chúng ta đạt thêm một cái danh hiệu và chúng ta có thêm một cái phần thưởng của công ty. Thì 33,75 triệu bon là chúng ta đã đạt được cái mức đó là code 1 sao. Như vậy thì công ty thưởng thêm cho chúng ta là 6% trên 33,75 triệu bon này. Thì chúng ta được thưởng thêm là 2 triệu. Cái số 2 triệu này nó không là vấn đề, nó không có lớn. Nhưng mà thật sự là đạt được code 1 sao để chúng ta được tham dự vào những cái chương trình training chuyên sâu của công ty dành cho code 1 sao trở lên. Và các anh chị sẽ được tiếp cận với những người thành công, gần hơn với những người thành công, và chúng ta sẽ nghe được những cái bài học, những cái câu chuyện, và chúng ta được training những cái kiến thức sâu hơn. Đó. Còn ngày hôm nay chúng ta chỉ là đại lý thôi á, thì các anh chị chỉ học vào ngày chương trình học của công ty là ngày thứ tư, và chương trình công phu đúng không? Công phu là 3, 5, 7 và chủ nhật. Như vậy thì chúng ta nếu mà là đại lý thì chúng ta chỉ học được những cái chương trình cơ bản đó thôi. Còn nếu như chúng ta là có 1 sao thì chúng ta được học những cái chương trình training đặc biệt hơn. Đó. Như vậy thì các anh chị thấy được là qua tới tháng thứ sáu á, là chúng ta double lên, đúng không? Chúng ta nếu như ai cũng nghĩ đến cái điều này và ai cũng cam kết cái điều này hết thì mọi người thấy bài toán này nó đơn giản không? Và kinh doanh tại Robby nó đơn giản như vậy đó, và Robby nó giống như là cuộc sống của chúng ta vậy đó. Vậy thì tới tháng thứ sáu là chúng ta có 64 thành viên, và 64 thành viên thì mỗi thành viên 1 triệu bon là 64 triệu bon, và chính chúng ta thêm một ít và một số thành viên mạnh hơn nữa thì chúng ta có thể đạt được code 2 sao. 67,5 triệu bon là đạt được code 2 sao thì sẽ được công ty thưởng cho chúng ta. Đó là 9%, mọi người thấy 9% được thưởng thêm 6 triệu. 6 triệu đôi khi là một mức lương của một người công chức mà họ trải qua khoảng 10 năm đi làm công chức thì mới đạt được 6 triệu. Còn chúng ta làm tới tháng thứ sáu thôi là chúng ta đạt được. Nhưng nếu như cấp độ của chúng ta quá dở thì chúng ta cũng cố gắng hoàn thành cái điều này 1 năm mà chúng ta có thêm mỗi tháng 6 triệu, mỗi tháng 6 triệu ngoài cái công việc làm chính tại cơ quan thì cả nhà có thấy tuyệt vời không? Có thấy tuyệt vời không? Phải không? Đến tháng thứ bảy là chúng ta nhân double số lượng người lên thì lúc này chúng ta có một bài toán về code 3 sao. Và code 3 sao thì ngày hôm nay công ty vẫn năm nay chúng ta còn thưởng cho code 3 sao 7 tháng, 9 tháng còn được đi du lịch. Nhưng mà sang năm thì phải là 12 tháng thì chúng ta mới được đi du lịch. Như vậy thì chúng ta lỡ nhịp rồi đúng không? Không còn vô cái nhịp của du lịch của năm nữa. Nếu như các anh chị nào mới qua năm sau thì còn năm nay vẫn còn áp dụng ha. Cho nên là cả nhà cố gắng. Như vậy thì nếu chúng ta duy trì như vậy 7 tháng, 9 tháng thì chúng ta cũng được công ty thưởng. Và đặc biệt nhất là trong chương trình 90 ngày này, các anh chị tập trung một tí xíu. Chúng ta bán 2 triệu bon thôi, chúng ta được một kim cương rồi. Chúng ta tuyển một đại lý và kích hoạt cho đại lý đó trải nghiệm sản phẩm thì chúng ta cũng được một kim cương rồi. Như vậy thì tích lũy kim cương để chúng ta đạt được trong chương trình tốc chiến 90 ngày này, các anh chị cũng có cơ hội để đi du lịch đúng không? Ít nhất không đi du lịch nước ngoài thì cũng đi du lịch trong nước. Cho nên là cả nhà hãy cho mình một cái cơ hội, mình có quyền hy vọng, mình có quyền ước mơ và mình có quyền làm hết cái khả năng của mình. Thử một lần mà chúng ta phải nói là cái gì? Người ta gọi là chết sống với mục tiêu của mình á, trong vòng 90 ngày thử xem khả năng của mình tới đâu. Và Hồng có nghe một cái câu chuyện đó là một cái người phụ nữ mới sinh con ha, nhưng mà một khi mà họ nghe nhà cháy là họ hẫm con họ từ tầng 5 chạy xuống dưới tầng trệt luôn. Động lực nào để họ làm việc đó trong khi họ bình thường vết thương của họ là họ đi còn nổi nữa đúng không? Nhưng mà khi nghe nhà cháy thôi là ẫm con chạy một mạch một luôn từ tầng 5 cho đến tầng trệt.
Nhưng mà khi mà xong rồi bắt đầu cái sự kiện nó qua rồi á thì biết được là người ta chỉ có thực tập thôi á, thì lúc đó cả nhà thấy là bắt đầu ẵm con từ tầng 1 đi lên tầng 5 lại điên nổi. Cho nên là chúng ta thử trong chương trình 90 ngày này mọi người làm giống như là người ta gọi là giống như là có một cái con hổ ở phía sau mà nó rượt đuổi phải không? À, chạy chạy hết sức mình luôn, sáng ra mở mắt ra là Ruby, nói về Ruby, hôm nay đi uống cà phê ngồi gặp ai là nói về Ruby đúng không, mở app ra cho coi nè, kinh doanh là như thế này nè, chúng ta đi nói một cách điên cuồng đi, qua 90 ngày kết quả nó sẽ tự mỉm cười với chúng ta thôi phải không. Còn ngày hôm nay mà chúng ta còn nói là đi nói với người này mà không biết nãy mình có nói đúng không, nó không biết đúng sai, không có đúng sai, chỉ có phù hợp thôi cả nhà. Ông nói với cả nhà đó là cái câu chuyện mà ngày hôm nay các anh chị đi kinh doanh mà nói về kinh doanh với người khác đó là không có đúng sai mà nó chỉ phù hợp thôi. Như vậy thì nó sẽ phù hợp với người này và nó không phù hợp với người kia, cho nên chúng ta cố gắng để nói nhiều thôi, để chúng ta nói đúng trở thành đúng ha. Và khi mà đến tháng thứ bảy á, thì 128 triệu 128 thành viên thì chúng ta mới có được có 128 triệu bon thôi. Như vậy thì rướn thêm một tí xíu nữa, mỗi thành viên ít 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 nữa thì chúng ta sẽ có bài toán là đạt được là 135 triệu bon, thì lúc này công ty sẽ thưởng cho chúng ta là 12%. Như vậy thì chúng ta nỗ lực 7 tháng để được 16 triệu tiền 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 hoa hồng từ công ty thì mọi người thấy có xứng đáng không, và có cháy hết mình vì cái điều này không? Giỏi lắm đó. Bây giờ Hồng nói mọi người đó, làm dở đi, chúng ta làm dở đi và chúng ta làm một năm sau mới đạt được điều này đi, xứng đáng không cả nhà? Xứng đáng để chúng ta phải nói là phải nói là hết sức mình và nghiêm túc thật sự luôn thì chúng ta cũng có thể đạt được cái điều này, nếu như người chậm có thể một năm sau đạt được cái điều này cũng đã quá tốt rồi. Hồng nói với cả nhà, nếu mà Hồng còn là giáo viên, xin lỗi các anh chị nào đang trong Zoom là giáo viên 20 năm, dạy 20 năm, vì huân chương sự nghiệp giáo dục, lãnh được cái huân chương đó được thưởng 200 ngàn thôi mọi người, và thu nhập hiện tại giờ chưa đến 10 triệu. Như vậy thì chúng ta phấn đấu 2 năm sau để chúng ta có cái thu nhập này. Và ở Ruby có ai đạt được điều này chưa? Có không? Có chứ, quá nhiều người đạt được điều này luôn. Nhưng nếu chúng ta đã có cái mục tiêu nó to như vậy rồi thì các anh chị Hồng Hồng diễn tả mọi người dễ thấy ha. Chúng ta có mục tiêu lớn như thế này rồi, nhưng mà trên cái chặng đường của chúng ta đi á, những cái mục tiêu nhỏ 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 trên cái chặng đường của chúng ta đạt được cái mục tiêu lớn như thế này, mà những cái mục tiêu nhỏ này nó có làm cho chúng ta bị dấp không? Không, đúng không? Tại vì cái mục tiêu lớn của tôi nó nằm đây, còn những cái khó khăn này nó chỉ là những cái ổ gà, những cái vết cái kim nhỏ thôi, nó chỉ có thể làm cho tôi cảm thấy là nhói đau thôi. Và nó cũng không có làm cho tôi chùn bước khi cái mục tiêu của tôi nó đã có rõ ràng. Như vậy thì các anh chị có mục tiêu chưa? Các anh chị muốn đạt được 3 sao trong vòng bao lâu? Và chúng ta muốn đạt được cái điều này trong bao lâu và trong như thế nào? Mọi người phải có một cái lộ trình rõ ràng. Như vậy thì mình nói ví dụ 2 năm tôi phải đạt được cái điều này, và ngày hôm nay tôi chưa đạt thì tôi phải cố gắng. 2 năm gần tới rồi, tôi đi nửa chặng đường rồi, giờ tôi còn một năm nữa để tôi làm cái điều, như vậy thì cố gắng làm đúng không, phải có mục tiêu mới được cả nhà. Giống như mà mình chạy chạy bộ vậy đó, lần đầu tiên mà mình chạy bộ thì mình sẽ không biết được cái con đường của mình chạy nó sẽ đi đến đâu, nhưng mà nếu mà mình chạy lần thứ hai trên cái con đường đó thì mình sẽ biết được là đến cái nhà màu xanh, đến nhà màu đỏ, đến nhà màu tím, đến cái vườn hoa này sẽ đến cái đích của mình, thì mình đi rất là nhanh, đi rất là nhanh. Như vậy thì các anh chị cũng phải có cái mục tiêu ra như vậy thì các anh chị mới đạt được. Còn chúng ta không có mục tiêu á thì mãi mãi chúng ta cũng vẫn còn lần mò và chúng ta đi mò mẫm, nó học làm cũng được mà không làm cũng được, đó là cái tư duy mà không có thể nào mà chúng ta có thể đạt được những cái thành công lớn được. Và nãy là qua tháng thứ bảy đúng không, bắt đầu tháng thứ tám bắt đầu chúng ta có đại lý 3 sao, đại lý 3 sao phía sau của mình,
Thì lúc này chính chúng ta là có một cái thu nhập đó là 16 triệu, hồi nãy là có ba sao đó, Hồng phân tích mọi người đó. Và cả chúng ta có một có ba sao ở ở trong hệ thống của mình thôi, là mọi người cũng công ty cũng đã thưởng thêm cho chúng ta là 10 triệu rồi. À, 10 triệu là con số ít đó nha. À, 8 triệu là con số chuẩn nhất. 10 triệu có khả năng nó sẽ 10 triệu và có khả năng 15 triệu. Có những nhóm mọi người có thể hưởng cái hoa hồng lên tới 20 triệu, 25 triệu, 30 triệu luôn. À, cho nên chúng ta hãy cho mình một cái tư duy ha. Và điều này có rất là nhiều người đã đạt được tại Robby rồi. À, và cái câu chuyện tự do tài chính nó nằm đây. Đó, đó là chính chúng ta phải có nghĩa là xây cho mình được nhiều mà có 3 sao chừng nào trong team của mình thì chúng ta thu nhập càng cao. Chúng ta thu nhập càng cao. Hai cả nhà. Đó. Và cái bài toán này nó lặp đi lặp lại thôi. Đây, Hồng vẽ đây mọi người hình dung không? À, như vậy thì khi đến tháng thứ bảy thì cái người thứ nhất, cái tháng thứ nhất này đi đến tháng thứ bảy, ví dụ như Hồng đi, bắt đầu Hồng làm tới từ tháng thứ nhất tới tháng thứ bảy, thì tháng thứ bảy này bắt đầu có phải là người mới họ bắt đầu vào thì họ cũng là tháng thứ nhất của họ đúng không? Tháng thứ nhất của họ đó, thì tháng thứ hai của có nghĩa là tháng thứ chín của Hồng là tháng thứ hai của họ, tháng thứ 10 của Hồng thì là tháng thứ ba của họ, cả nhà hình dung không? Như vậy thì cái vòng lặp này chúng ta sẽ lặp lại, tháng thứ 10 của Hồng thì là tháng thứ tư của người thứ nhất của đại lý mới đó, thì các anh chị mới cũng làm y chang vậy thôi. Nếu như các anh chị làm đúng cái bài toán này đến tháng thứ bảy là mình lên code 3 sao. Như vậy thì code 3 sao bắt đầu mình xây dựng thêm một code 3 sao dưới mình nữa. Như vậy thì tháng thứ bảy của mình là tháng thứ nhất của các anh chị mới. Cả nhà hình dung không? Cái hình vẽ này. Có nghĩa là đến tháng 12 của mình là tháng thứ sáu của một đại lý. Của đại lý phía sau. Vậy thì tháng thứ sáu này có nghĩa là đến tháng 12 thì qua tới một năm sau. Là ở đây tới tháng thứ bảy. Thì tháng thứ bảy này người ta cũng đã đạt được rồi. Đó không? Đạt được cái mức đó là có 3 sao rồi. Như vậy thì tới tới tháng mình làm tới tháng 13 có phải là mình sẽ có thêm được nhiều nhóm phía dưới tới tháng 13 đó, thì mọi người sẽ sao chép cái công thức này, có nghĩa là chính chúng ta làm sao để hoàn thành cái nghĩa vụ của mình đối với bản thân, đối với công ty, đối với đội nhóm, 1 triệu bon tuyển dụng một đại lý và làm đúng bài toán này thôi, đơn giản như thế này thôi thì đã có một cái doanh số rất là khủng. À, và chúng ta đã có được một cái đội ngũ sau một năm mà như chúng ta mong muốn. Rồi, ở đây tại sao mà chúng ta phải đào sâu? Đây là cái điều mấu chốt luôn. Ví dụ như đây là Thuận đi, một người tên Thuận. Trong team có M3 Thuận. Đây, ví dụ như Thuận có 3 nhóm kinh doanh đúng không? Hiện tại đang có 3 nhóm kinh doanh. Nhưng mà cái anh M1 này, anh không có làm. Anh M1 anh không có làm. Như vậy thì mình chờ anh M1 này làm thì tới chừng nào đúng không? Nhưng mà anh M1 này chia sẻ cơ hội và có thể có được một một người F2, một người G2 này. Thì lúc này Thuận sẽ chạy xuống chăm cái người F2 này. Thì khi cái người F2 này họ phát triển thì có nghĩa là cái anh M1 này cũng sẽ phát triển đúng không? Như vậy thì chúng ta sẽ làm cái bài toán là gì? Trong một nhóm như thế này sẽ có người làm mạnh và có người làm yếu. Như vậy chúng ta sẽ dành thời gian cho những người nào họ cam kết hành động và họ có nghĩa là họ làm thường xuyên và họ có mặt trong những chương trình đào tạo thì chúng ta dành thời gian cho họ, mà chúng ta ngồi lại với họ, lên mục tiêu cho họ và lập ra cái kế hoạch để họ làm việc. Kế hoạch đây là gì mọi người? Thứ nhất, kiểm tra coi họ có danh sách khách hàng không. Thứ hai nữa là họ vào chương trình học họ có ghi chép không hay là ngồi nghe cho vui thôi. À, chúng ta phải kiểm tra cái điều này đó, thì chăm xuống đây và tới ví dụ như nhóm khác đi thì M1 họ làm, M1 họ làm thì nói với M1 họ làm, họ đã làm rồi thì mình rất là nhẹ để chăm nguyên cái nhóm này đúng không, chăm nguyên cái nhóm này thì họ làm thì họ sẽ tự chăm mà G2 của họ, G3 và họ sẽ tự chăm G4 của họ. Họ sẽ tự chăm được. Còn nếu như F1 mà họ không làm thì chính chúng ta phải nhảy xuống chúng ta chăm.
thì chúng ta mới được một nhóm, chứ chúng ta cứ mãi mãi ngồi nói với G1 không thì cũng không được. Cho nên là tại sao mà chúng ta có một cái chương trình đó là ABC á. ABC để các anh chị F1 này, luôn luôn khi có đại lý mới là chúng ta nên kết nối lên trên, kết nối lên trên mentor của mình hoặc là coach 3 sao của mình. Cái buổi đó không phải là nói về mục tiêu đâu mọi người, tận dụng để nói về mục tiêu á, cả nhà đừng có nặng tâm lý quá phải nói mục tiêu cho người mới, mà cái buổi đó là cái buổi giao lưu để có một cái sự gắn kết. Và buổi đó chị thành công khi nào, khi nào mà chúng ta làm được cái việc tối hôm qua Hồng có nói với mọi người, đó là chúng ta làm được cái việc đó là khi kết nối F2 lên trên mentor của mình, thì cái anh F1 này phải làm được cái việc có nghĩa là quảng bá được cái người mentor của mình, nói gì về mentor của mình để cho anh F2 này thật sự khát khao và muốn lên gặp, muốn lên gặp cái người này, và họ sẽ sắp xếp thời gian để lên gặp. Không có ai rảnh trong cái cuộc đời này cả, chỉ có cái công việc nào là ưu tiên hơn thôi cả nhà, không có ai rảnh hết á. Ví dụ như Hồng cũng không có rảnh, Phương cũng không có rảnh, dù ở nhà đó nhưng mà đâu có rảnh, phải không? Lúc nào tôi rảnh tôi cũng ngủ mà, đúng không? Ngủ cũng là một việc vậy, đúng không? Tôi rảnh tôi cũng quét dọn nhà cửa tôi vậy, tôi đâu có rảnh, tôi cũng chăm con vậy, tôi còn thời gian tôi chơi với con vậy, chơi với chồng vậy, đúng không? Đó, tôi đâu có rảnh đâu, không có ai rảnh hết, chỉ có việc nào là ưu tiên hơn thôi cả nhà. Cả nhà nhớ cái khái niệm đó. Và luôn luôn chúng ta nghĩ rằng là đợi rảnh mới làm thì không có đâu, không có ai rảnh hết. Cho nên là chúng ta ưu tiên hơn trong cái giai đoạn nào và trong cái công việc nào đó. Cái nào mới là ưu tiên hơn. Như vậy thì cái anh F2 này khi lên gặp mentor của mình, anh F2 này sẽ lắng nghe và nghe những cái gì mà anh F1 này muốn anh F2 nghe. Cho nên á, là chúng ta đóng vai trò là cái người đi kết nối, thì chúng ta phải là cái người quảng bá, nói về cái người mentor của mình. Có thể họ là người rất là bình thường, nhưng chúng ta hãy tìm những cái ưu điểm của họ để chúng ta nói. Mọi người thấy hồi nãy Thu Phương làm cái việc đó là Thu Phương đang quảng bá về Hồng để các anh chị hiểu về Hồng, đúng không cả nhà? Đó là cái cách để mà quảng bá một cái người người thứ ba đó. Chứ đâu phải đơn giản tự nhiên cái Thu Phương lên xuất hiện nói về Hồng chi, đúng không? Đó là cái cách dẫn dắt. Vậy thì khi mà một cái người mà người ta quảng bá thì Hồng chính là cái người bắt đầu dẫn dắt tri thức để mọi người khai sáng hơn. Thì lúc nào cũng vậy, câu chuyện ở đây là sẽ có ba người, nó sẽ tạo thành một cái diện. Như vậy thì một người quảng bá, một người dẫn dắt và một người có nghĩa là gì? Chia sẻ lại những cái điều đó. Như vậy thì nó mới đi ra cái kết quả. Như vậy thì anh F1 này là quảng bá. Người này sẽ đóng vai trò là dẫn dắt. Và cái người F2 này sẽ là cái câu chuyện mà để giống như là đưa ra cái kết quả. Như vậy thì ba người này nó mới trở thành một cái câu chuyện và nó mới đi đến cái kết quả đồng thuận với nhau. Cái kết quả của cái cuộc ABC đó là ba người đều đồng thuận và đi nhìn về một hướng đó cả. Chứ không phải mà chúng ta nói với cái người anh F1 này mà anh F1 này nhất định phải mua hàng hay là nhất định phải hành động liền. Không. Anh F2 chứ, sorry anh F2 chứ. Cho nên á là cái việc mà chúng ta ABC, chúng ta đừng có đặt nặng quá về cái việc kết quả sau cái buổi ABC đó nó sẽ như thế nào. Cái buổi ABC đó nó chỉ thành công khi nào mà chúng ta có được cái sự đồng thuận của ba người. Vậy thì anh F2 này chỉ cần đồng thuận thôi, bắt đầu ảnh quan tâm tới Ruby hơn và ảnh cần gì ảnh hỏi thăm thôi, ảnh hỏi thông tin thôi là đã thành công rồi đó cả nhà. Và cái buổi này không có nhất thiết là phải nói về mục tiêu, chỉ có là sự kết nối thôi là đã có cái sự gắn kết. Chủ yếu việc chính của chúng ta làm cái việc này là gắn kết mọi người lại. Và người ta biết được gia phả của người ta là ở đâu, đúng không? Đó. Như vậy thì F2, F3 là nếu như trong một nhóm mà F1, F2 không làm thì chúng ta phải chạy xuống để chăm F3. Hoặc là anh F3 này phải biết được, có nghĩa là nhà của mình á là cha đâu, mẹ đâu. Không có cha mẹ thì đi kiếm tới ông bà. Chúng ta phải biết tới cái điều này để chúng ta bao
chúng ta học, chúng ta làm lên trên để chúng ta mới phát triển được chứ. Đó thì ở đây nó có một cái bài toán, có nghĩa là gì? Chúng ta phải qua lại với nhau để nâng cấp cái mối quan hệ của mình lên. Còn nếu chúng ta ngồi đây chúng ta nói ủa trời, tôi cũng biết trên tôi là ai nữa, mà chúng ta không hỏi thì làm sao mà chúng ta có được, biết được. Và anh F3 này, nếu như mà anh không hỏi thì cái bạn Thuận này, bạn cũng không biết được là anh này, ủa anh ảnh vô anh có làm không, không ảnh có, anh có muốn phát triển không, phải không? À, nếu như mà anh F3 này mà ảnh muốn làm á thì ảnh sẽ nhắn vào trong cái nhóm mà ảnh đang có mặt, đúng không? Hiện tại giờ á, là người trước của em là ví dụ như là chị Hoa chẳng hạn, hoặc là F1 là chị Mai chẳng hạn, chị Hoa với chị Mai không có làm. Như vậy thì em ở trong nhóm của chị Hoa với chị Mai. Bây giờ em muốn làm lắm á, là trên của người đi trước của chị Hoa với chị Mai là ai vậy? Cho em kết nối với, đúng không? Đó, như vậy mọi người nhắn vô một cái tin như vậy thì cái người bạn Thuận này sẽ thấy được là bạn này rất là khát khao, là nhóm này đang có người đang rất là khát khao, bạn này sẽ chạy xuống để chăm. Như vậy thì hai người này bắt đầu kết nối với nhau, đúng không? Và như vậy thì anh F3 này phát triển, thì khi anh F3 này phát triển thì tự nhiên cái anh F1, F2 này sẽ gục gịch làm theo. Phải không? Như vậy thì nó mới ra được bài toán là gì? Ở trên này nhìn xuống, nhưng mà nếu như các anh chị ở dưới này không la làng thì trên cũng có biết gì đâu, đúng không cả nhà? Cho nên là chính chúng ta muốn cái gì chúng ta phải nói, chúng ta phải nói với người mentor trước, chúng ta phải nói với nhóm của mình thì người ta mới hiểu vấn đề của mình đang nằm ở đâu. Chúng ta đang cần sự hỗ trợ. Và thậm chí trong gia đình cũng vậy nữa, có rất là nhiều một bài học mà Hồng trước đây Hồng cũng hay mắc đó, là mình cứ nghĩ rằng là chồng của mình sẽ hiểu hết những cái gì mình muốn, nhưng mà không đâu mọi người. Người ta thấy hết á, người ta hiểu hết, đôi khi người ta không muốn hiểu nữa. Cho nên á là chính chúng ta phải nói với họ là anh ơi, hôm nay em muốn anh làm cái việc này cho em, hoặc là con ơi, con mẹ muốn á, con làm cái việc này cho mẹ. Là mình phải nói cái điều mà mình muốn thì người khác mới hiểu. Còn mình không muốn, mình không nói nữa thì ai hiểu? Đúng không các anh chị? Cho nên là ngày hôm nay các anh chị đang bị vướng chỗ nào? Chị ơi, em đang không biết là lập danh sách khách hàng ở đó như thế nào, lập danh sách khách hàng ra rồi nè làm từ đâu, làm như thế nào, đúng không? Người ta chỉ mình có làm theo không? Người ta chỉ xong mình không làm theo nữa thì thôi chứ thì sao, đúng không? Mình hỏi xong rồi người ta chỉ thì cũng nên làm theo, giống như trong nhà cũng vậy nữa. Mình hỏi chồng mình nói xong cái mình cũng làm nẻo thì đâu được, đúng không? Cho nên á là mình thể hiện, có nghĩa là gì? Mình phải thể hiện sự cần của mình, cái cần của mình và cái sự cho đi của người khác thì nó mới thành một cái gọi là gì? Mối quan hệ nó mới nâng cấp lên. Còn nếu mà chúng ta chỉ cần mà chúng ta không có nói với người khác thì người ta cũng không biết là mình đang cần cái gì, đang muốn cái gì. Cho nên chúng ta phải nói ha. Và chúng ta đôi khi chúng ta cũng phải nhìn xuống để xem coi những anh chị phía dưới của mình, phía sau của mình á, những người nào họ đang làm việc tốt để mà mình chăm. Hồng nói với cả nhà, Hồng có những nhóm hiện tại giờ F2, F1, F2, F1, F2, F3 không làm, họ chăm ta, Hồng chăm tới F5, F4, F5 dưới. Có sợ đâu. Không, được thì mình cứ hỗ trợ thôi. Và khi mà một người dưới phát triển thì nguyên cái nhóm đó họ sẽ, họ giống như là họ tỉnh ngủ, họ sống dậy thôi. Ok ha. Rồi. Vậy thì chúng ta đào sâu bài toán là tại sao phải đào sâu. Đào sâu xuống để sao? Chúng ta kích hoạt ngược, giống như hồi nãy Hồng nói với mọi người đó, là khi mà anh F3 làm thì F1, F2 tự nhiên sống lại thôi, đúng không? Và khi mà những người hành động mạnh như vậy không cần thiết phải F1, nhưng mà nếu F3 mà làm á thì mình cũng có thể chuyển giao cho họ để trở thành những người lãnh đạo trong tương lai, họ lãnh, họ lead cái team của họ. Đó. Và cần chúng ta nên tìm những cái người nghiêm túc. Như vậy thì làm sao để biết được cái độ nghiêm túc của một người? Nghiêm túc ở đây là chúng ta sẽ quan sát những cái việc chúng ta dễ thấy nhất. Có nghĩa là trong chương trình 5AM họ sẽ xuất hiện thường xuyên nè. Và chủ động học hỏi, có nghĩa là vấn đề nằm ở đâu, khó khăn gì là họ sẽ chủ động họ hỏi. Và họ bán được hàng nè, họ thường xuyên tương tác trong nhóm. Nhóm của các anh chị có
Có nghĩa là trong cái nhóm á, chúng ta thường xuyên làm sao để cái nhóm tương tác nhiều và có năng lượng ở trong nhóm bằng cách là gì? Mọi người đang nhận mà ít có cho đi lắm. Có nghĩa là gì? Mentor của mình á, hoặc là các anh chị nào đang gửi những cái thông tin về nhóm á, đa phần là chúng ta thấy nhìn xong cái chúng ta không thèm nói gì trơn. Cho nên là chúng ta hãy làm một cái động tác giống như là một cái lời cảm ơn vậy đó. Người ta gửi cái thông tin mình cảm thấy là cái thông tin này tôi đọc rồi nè, thả tim một cái. Chuyện đó đâu có đâu cả nhà. Không có khó nhưng mà ít có người làm được lắm. Không thấy trong nhóm chừng 100 người, nhóm của họ 100 người vậy đó. Nhưng mà mình gửi cái tin vô giỏi lắm chừng 5 người vô thả tim. Chừng nào mà cái tin mà mình nói nó hot dữ lắm luôn á, được chừng 10 người. Đó là cách mà các anh chị đang giao tiếp với mentor của mình đó. Cách các anh chị đang làm cho cái nhóm đó nó nóng lên đó. Cách mà các anh chị đang có nghĩa là trả ơn lại cho người họ gửi thông tin cho mình đó. Đúng không? Họ cũng phải đi tìm thông tin, họ phải cập nhật cho mình mà. Cho nên đó không phải là trách nhiệm của họ đâu, mà đó là họ cũng đang muốn là để cho nhóm của chúng ta nắm được thông tin cụ thể hơn, rõ ràng hơn và chúng ta không bị miss thông tin. Họ gửi về cho nhóm. Việc trả ơn của chúng ta là vô xem xong thả tim cái. Đó là trả ơn đơn giản nhất. Và khi mà chúng ta làm qua có nghĩa là gì, người ta cho mình nhận nhận xong trả ơn là chúng ta không có mắc ơn. Chúng ta không có mang ơn. Còn chúng ta cứ đọc xong rồi cái chúng ta đi đâu đó, thả tim cũng thèm thả nữa thì năng lượng nó nằm đâu, đúng không? Việc đó mọi người nên thay đổi đi. Và chỉ có khi nào có nghĩa là hai chiều như vậy thì những người mới họ vào á thì họ thấy cái team nhóm như vậy, họ năng lượng á thì họ cũng sẽ nói cái thông tin này cần thì tôi cũng vô tôi xem phải coi cái gì. Và tập cái đó là cái cách để mình tập cho người mới trong cái việc giao tiếp trong đội nhóm. Đơn giản vậy đó nhưng mà nhiều team cũng mắc cái bệnh đó, nó không có lạ. Nó cả nhà, hoặc là tin nhắn cũng tắt luôn, chuông tắt luôn thì chúng ta cập nhật được thông tin gì mới đâu. Như vậy chúng ta đối xử với thông tin như thế nào, đối xử với công ty như thế nào thì kết quả nó nhận lại đối với chúng ta như vậy thôi à. Thành công tại Ruby 4% nó là kiến thức, kỹ năng 26%, nhưng mà thái độ của chúng ta đối với công việc nó chiếm tới 70% rồi. Cho nên là anh chị nào có thái độ tốt với cái công việc của mình, chúng ta đang có những cái tư duy về kinh doanh Ruby đúng đắn và nó mang lại cho chúng ta những cái hữu ích gì, thì cái thái độ của chúng ta đối với cái công việc này nó sẽ mang lại cái kết quả cho chúng ta. Chứ còn 4% kiến thức này giống như các anh chị mới Hồng nói trong team của Hồng, có một chị là trình độ mới lớp 4 thôi nhưng mà hiện tại gần tháng có thể tuyển ra là chính đại lý, thì mọi người thấy kiến thức nằm đâu? Có kiến thức đâu, chị đó không có kiến thức mà không biết gì về công nghệ cho nó nhắn tin còn biết nhắn nữa, đúng không? Như vậy thì kiến thức và kỹ năng này nó chiếm một phần nhỏ thôi. Kỹ năng thì có mentor ngày hôm nay dẫn dắt nè, có mentor training rồi nè, đúng không? Vậy thì còn của chúng ta là quyết định thành công của chúng ta nằm ở thái độ của chúng ta đối với cái công việc. Vậy thái độ của chúng ta đối với công việc là như thế nào? Chúng ta có yêu thích không? Chúng ta có cảm thấy được là đây là cái việc mà chúng ta cảm thấy là đôi khi ước mơ của mình là chỉ tìm công việc như vậy thôi và bây giờ mình đã tìm được rồi. Và thái độ của mình là sống chết với cái này. Có không? Nếu mà chưa có thì hãy làm cho mình có cái thái độ ha. Và đa phần á, là các anh chị thấy được là khi mà mình đi kinh doanh á, những cái thành công á, những cái gì mà người ta đăng trên mạng xã hội á, là mọi người chỉ có thấy được cái băng nó nổi trên thôi, còn cái phần chìm ở phía dưới này nó rất là lớn. Nó có những cái gì, có sự những sự hy sinh nè, không mình cũng là một cái tấm gương về sống lành mạnh nè. Khi là những người leader ở Ruby thì không có ai mà sống mà buông thả được hết á. Giống như mọi người thấy được một người của công chúng đi, giống như Trấn Thành đi, làm sao có thể sống mà buông thả được? Buông thả thì họ đã không có được những cái sự yêu thương của cộng đồng mạng rồi, đúng không? Đó. Cho nên chính họ phải là cái người sống lành mạnh, có thói quen tốt, có sự tập trung, có tư duy trưởng thành, phải không? Kiên trì nè, họ có thất vọng không? Có chứ mọi người, có chứ, phải không? Họ có mục tiêu hàng ngày không? Có. Họ có chi phí kinh doanh không? Có chứ, cũng giống như các anh chị thôi, đúng không? Họ cần phải quản lý thời gian tại vì đâu ai rảnh đâu, phải không? Giống như gắm rồi cũng đâu rảnh đâu, phải không? Cũng đứng lau nhà thấy mồ chứ rảnh đâu.
không có rảnh, không ai rảnh hết á. Xác định mục tiêu, quyết tâm, và coi đôi khi cũng phải trả bằng nước mắt nữa, những đêm không ngủ nữa, có mọi người từ chối nữa. Ông nói với mọi người là ngày hôm nay lên Zoom á, là đỡ rồi đó, chứ hồi đó mà mỗi lần mình nói sáng lên Zoom cái là tối nay là không có ngủ luôn. Các anh chị mới ngày hôm nay có không, các anh chị nào mới bắt đầu lên đào tạo có bị vụ này không, mất ngủ chứ đâu phải không có đâu. Vậy thì những cái tố chất của người lãnh đạo thì chắc là hôm nào Hồng sẽ nói sâu hơn á. Không biết là giờ là mấy giờ rồi, có trễ lắm không? Ồ trễ dữ là không. À đây có những cái phần tố chất của lãnh đạo ha, nhưng mà Hồng nói cho mọi người nghe, tố chất lãnh đạo này cả nhà có thể lướt qua được đó, là những người mà thấy rất là rõ luôn á, là họ luôn luôn chủ động nè, ham học hỏi, chủ động tích cực nè, có mục tiêu rõ ràng, hòa đồng với mọi người nè. Những cái này trong cái quyển 180 ngày có ha, Hồng không có đủ thời gian để phân tích cụ thể cho mọi người. Yêu sản phẩm, yêu kinh doanh Robby, hành động mạnh mẽ và có tính kỷ luật. Những người này đó là những người có tố chất lãnh đạo đó. Vậy thì các anh chị mentor ngày hôm nay hãy coi lại trong nhóm của mình đó, ai đang có những cái tố chất này thì chúng ta dành thời gian nhiều cho họ không? Và nói với kinh doanh thì như vậy, nhưng mà đối với cuộc sống của chúng ta đó, những người mà đang có tố chất lãnh đạo đó, là những người có nhân lễ nghĩa trí tín. Và cái chữ lễ này, chữ lễ này mọi người nên nhớ, nhân lễ nghĩa trí tín, nhân nó nghĩa là yêu thương, không, lễ là lễ nghĩa là lẽ phải, nghĩa có nghĩa là trách nhiệm, nhiệm với gia đình, với tổ chức, với xã hội như thế nào. Trí có nghĩa là chúng ta có chịu học hỏi không, chúng ta có chịu lắng nghe không, chúng ta có chịu nâng cấp cái trí tuệ của mình lên không. Và tín có nghĩa là giữ lời, thì cái người nào mà giữ chữ tín thì lâu ngày á, lời nói của chúng ta nó mới có trọng lượng. Còn mà chúng ta không có chữ tín có nghĩa là nói đường lạm lẽo, hoặc là hẹn 5 giờ thì 6 giờ mới tới, hẹn Zoom á, 5 giờ thì 6 giờ mới có mặt, hoặc là Zoom mở 5 giờ á, thì 6 giờ mới vô. Như vậy thì tự chúng ta sẽ từ từ làm mất đi chữ tín của bản thân á, chứ không ai chứ á, chữ tín này không ai nói với mình đâu, nhưng mà tính chính mình làm cho mình từ từ mình mất đi cái chữ tín cho chính bản thân của mình, và người khác tự nhiên ta không có tin mình nữa. Còn cái chữ lễ này nó quan trọng lắm cả nhà. Đa phần chúng ta sống ở Ruby á, hoặc là chúng ta làm việc, hoặc là cuộc sống hàng ngày á, nó cũng giống giống với nhau vậy đó. Chữ lễ có nghĩa là cách mà chúng ta đối đãi với nhau ở tại Ruby. Vậy thì đối đãi là gì, chúng ta có nghĩa là lễ là mọi người gặp mentor của mình mọi người đối xử như sao, mọi người có quý mentor của mình không, mọi người có nghĩa là giao tiếp với mentor của mình không, và mình thể hiện cái lễ này. Và đa phần là chúng ta đừng có nói mà chúng ta phải làm. Ví dụ như trong gia đình đi, Hồng nói cái chữ lễ này thấy rất là rõ, các anh chị thấy ha. Trong nhà chúng ta có con đúng không, chúng ta đi đâu chúng ta nói là con chào ông bà nội đi, rồi mình đi chơi, thưa ông bà nội đi rồi đi chơi, có không, các anh chị có dạy con mình vậy không, có đúng không? Nhưng mà chính chúng ta có chào không, hay là chúng ta xách dép đi ra, mang dép xong rồi lên leo lên xe chạy cái ào đi, nhưng mà lại kêu con là con lại thưa ông bà nội con đi. Một đứa trẻ nó sẽ quan sát điều này, nó thấy cha mẹ nó không làm thì nó cũng làm. Như vậy thì chúng ta nói tại sao mà mình nói con mình không nghe. Vậy thì các anh chị đừng nói mà các anh chị làm. Vậy thì bước cái cuộc sống của mình đôi khi thân quá là mình bỏ qua cái chữ lễ này nè. Thân quá chúng ta sẽ bỏ qua chữ lễ. Giống như cha mẹ trong nhà vậy đó, là cha mẹ gần gũi quá, thân quá, mình bỏ qua chữ lễ. Có nghĩa là mình đi ra khỏi nhà mình cũng chẳng thèm nói với ba mẹ mình tiếng. Thay vì vậy thì mình làm luôn để con mình thấy luôn. Ơ mẹ à, con đi làm nha. Hả? Cha à, con đi tới cơ quan nha, hôm nay con tới cơ quan con họp sớm. Nói một câu thôi là con mình thấy được là cha mẹ mình rất là giữ lễ đối với ông bà của mình, thì con mình nó cũng sẽ giữ lễ với ông bà. Cả nhà hiểu không? Và đây là cái lễ mà đa phần là chúng ta rất là dễ bị mắc lắm. Và đối với mentor tại Ruby cũng vậy nữa, các anh chị giữ lễ với mentor của mình đến mức độ nào thì bằng, có nghĩa là đại lý trong team của mình họ sẽ giữ lễ lại với mình y vậy. Mình có trân quý họ hay không, mình có lễ không, mình có nghĩa là mentor mình
làm một cái chương trình gì đó mà nhờ mình hỗ trợ, mình có hỗ trợ không hay là mình chạy mất tiêu. Đó, cái chữ lễ này quan trọng nha. Rồi sau đó các anh chị kêu á, là các anh chị làm đi, nhưng cái người ta không làm, cái trách người ta không có đâu, tại mình không làm chứ, mình không làm cho mentor của mình chứ. Đó, cái chữ lễ này nó rất là ý nghĩa trong cái gia đình luôn á, cho nên là mọi người hãy hãy xem lại. Và thậm chí có nghĩa là gì, một cái bài học mà Hồng thấy rất là rõ luôn á, trong cái gia đình luôn á, là Robby nó giống như cái gia đình thu nhỏ vậy đó, cái xã hội thu nhỏ vậy đó. Như vậy thì cốt ý cuối cùng hết là chúng ta cũng muốn được là gia đình của mình hạnh phúc vui vẻ, đúng không? Như vậy thì chúng ta vào Robby cũng vậy, chúng ta làm cho nhau vui vẻ nè, chúng ta làm cho nhau hạnh phúc bằng cách là chúng ta hãy cho nhau những cái năng lượng tích cực, đúng không? Và chúng ta cảm thấy cái gì nó khó thì mình tự giải quyết đi, còn mà mình khó mà mình cứ đẩy lên trên mentor, mình nói mình cào nhào quá thì nói chung là mentor đôi khi cũng đâu giải quyết được cho mình đâu. Chẳng qua là họ chỉ lắng nghe và họ khuyên mình vậy thôi. Khó khăn ai cũng khó khăn mà, mentor cũng khó khăn. Ở mentor cũng muốn lên 6 sao mà cũng khó khăn vậy. Đúng không? Các anh chị thì đại lý, cũng muốn lên sao 1 sao thì cũng khó khăn. Hả? Muốn lên 2 sao cũng khó khăn, muốn lên 3 sao cũng khó khăn. Vậy thì mentor 1 sao muốn lên 3 sao cũng khó khăn. Cho nên là hãy có nghĩa là hãy đón chờ những cái khó khăn, tại vì nếu như cuộc sống của chúng ta càng không khó khăn á, thì chúng ta sẽ càng ỷ y, chúng ta sẽ càng bỏ qua đi những cái bước để mà chúng ta vượt qua cái bản thân của mình, vượt qua những cái ngưỡng của cuộc sống của mình. Cho nên là khó khăn nó chỉ làm cho chúng ta rèn luyện thêm ý chí mà thôi. Cho nên hãy bước vượt qua đi, đừng có hỏi chút khó là mình lại nhắn lên tàu. Mình thấy có nhiều người vậy, hỏi chút khó ơi, làm này cũng được không ơi, làm cái kia cũng được không ơi, nó làm được phải gắng làm cho bằng được. Có một lần Hồng chỉ cho một cái chị đó chụp màn hình ở đó cả nhà, cái chị nói thôi khó quá thôi để lần sau đi chị làm. Cái Hồng nói no, lần này em chỉ, lần sau không chỉ nữa, em chỉ chị một lần chị sẽ làm luôn cả đời, chị cố gắng chị làm cho bằng được đi. Đúng không? Chị ngồi lại chị làm, mà không chỉ chụp tới giờ luôn, là chị chụp màn hình rất là ngon lành luôn, và lúc nào chị cũng nói là trời ơi, cảm ơn Hồng dữ lắm luôn á, Hồng chỉ cho chị một lần vậy, lần sau biết có lần nào lần sau nữa không, ví dụ như chị đã vô Zoom, Hồng không vô Zoom lấy gì chị, đúng không? Và mình bỏ lỡ bao nhiêu khoảnh khắc nữa để mà mình chụp cái hình màn hình. Cho nên thay vì vậy thì ngay lúc này mình học, ngay lúc này mình làm, để rồi mình có một cái kết quả mỹ mãn, đúng không? Và mình luôn luôn có cái câu chuyện để kể cho người khác rằng tôi đã cố gắng hết sức vì ước mơ của tôi, vì đội nhóm của tôi và vì ước mơ của mentor của tôi. Ok ha, rồi rất là biết ơn mọi người còn ở đây để lắng nghe những gì Hồng chia sẻ, rất là biết ơn điều đó luôn á. Rồi xin trả mic lời cho MC. Hồng rất là biết ơn mọi người đã dành thời gian cho Hồng ha. Chúc cả nhà ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui, hạnh phúc, vui vẻ và bảo đơn, bảo đơn. Rồi. Em cảm ơn chị Huỳnh Hồng rất là nhiều ạ. Mọi người ngày hôm nay đã học được, đã ghi chép được nhiều chưa ạ? Mọi người hôm nay thấy kiến thức mà chị Hồng trao cho chúng ta có giá trị không ạ? Toàn những kiến thức rất là thực chiến và những kiến thức mà chúng ta áp dụng để chúng ta có thể thành công tại Ropi ấy mọi người. Cho nên là nếu như mà mọi người hôm nay mà chưa kịp ghi chép lại ấy, thì mình cũng có cái bản ghi bản record cái buổi ngày hôm nay, thì chúng ta có thể nghe lại để chúng ta có thể thực hiện được theo những gì mà chị Huỳnh Hồng đã chia sẻ, để chị có thể có đạt được cái thành công như ngày hôm nay. Thì mọi người nhớ là chúng ta hãy tận dụng cái sức mạnh của những người khổng lồ. Chúng ta có mentor của chúng ta, có coach của chúng ta, có những người dẫn đường cho chúng ta, đúng không ạ? Hãy cố gắng tận dụng sức mạnh của họ để cho chúng ta có được cái sự phát triển sự nghiệp kinh doanh của chúng ta. Và cái buổi chia sẻ ngày hôm nay của chị Huỳnh Hồng á, là đào sâu xuống nền đất cứng. Cho nên là nếu như anh chị em nào mà chúng ta đang có đội nhóm rồi, thì nhớ rằng là gì ạ? Chúng ta hãy hỗ trợ những người mà đáng được hỗ trợ, đúng không ạ? Những người mà người ta tích cực, người ta tích cực học hỏi, người ta tích cực làm việc. Chứ chúng ta không đi tìm những người đang ngủ để chúng ta đánh thức, đúng không? Cái thời gian chúng ta đánh thức những cái người đang ngủ ấy, thì chúng ta hãy dành để chúng ta
hỗ trợ những người đang tích cực làm, đúng không ạ? Thì cái buổi chia sẻ ngày hôm nay thì rất là cảm ơn chị Huỳnh Hồng đã trao cái kiến thức cũng như là những cái tài liệu rất là tuyệt vời ạ. Và đáng lẽ là mentor 3 sao Nguyễn Vẻ sẽ lên để cảm ơn chị Huỳnh Hồng, nhưng mà bạn ý lại có chút việc riêng, cho nên là thay mặt team thì em cũng gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới chị Huỳnh Hồng, một người chị cũng như là một người mà đã mang cơ hội Ropi đến rất nhiều người, đến các mentor phía trên của em Phương. Chị Huỳnh Hồng là theo gia phả mà chị Huỳnh Hồng nói thì em Phương là cũng đang gọi là G4, G4 của chị Huỳnh Hồng. Và ở bên dưới em Phương thì cũng có rất rất là nhiều các cái mentor cũng như là rất nhiều các cái đại lý, và chúng ta sẽ học theo cũng như là làm theo những cách mà các mentor đi trước làm mọi người nhá. Và cảm ơn mọi người đã ở lại đến cái giờ phút này, bởi vì là cũng là muộn rồi ấy, mọi người thì cũng có công việc, cũng có cần phải lo cho gia đình con cái hay là công việc phải đi làm, đúng không ạ? Thì em Phương cũng xin được phép là kết thúc cái buổi Zoom ngày hôm nay của chúng ta nhé. Cảm ơn một lần nữa, cảm ơn chị Huỳnh Hồng, cảm ơn ekip và cảm ơn toàn thể các anh chị em đại lý đã tham gia vào buổi Zoom sáng ngày hôm nay. Chúc mọi người ngày nghỉ cuối tuần ấm áp bên gia đình, cũng như là chúng ta học được nhiều kiến thức, cũng như là bão đơn mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở buổi Zoom tiếp theo của chúng ta. Ok, bye bye cả nhà nha. Cả nhà có thể bật mic lên, chúng ta chào nhau cái rồi chúng ta đi ăn sáng ha cả nhà hả? Ok ha, rồi. Rồi, mọi người có thể bật mic chào nhau ạ.